Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất nhiều những dòng hàng lan đẹp. Những cái mặt hàng lan, mặt hàng kg này, những dòng hàng lan đẹp, hàng thuần đẹp với giá rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo, cước phí này sẽ được mỗi 1kg tiếp theo sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng từ Bắc, từ miền Trung và miền Bắc đổ ra. Còn cái cước phí ở trong miền Nam thì sẽ được tính khác một chút. Đó là cái cước phí trong miền Nam thì hiện tại do tình hình dịch bệnh nên là cái cước phí chuyển vào trong Nam đi theo đường sẽ phải chuyển theo đường bay để đảm bảo về hành trình. Chính vì vậy mà cái cước phí vận chuyển sẽ được tính là từ 5kg đổ lại sẽ là 72.000 nhá. Từ 5kg đổ lại thì sẽ là 72.000 ạ. Và cái cước phí này thì em nghĩ là nó cũng sẽ rất là hợp lý cho bất kỳ cô chú anh chị nào yêu thích những cái dòng lan và muốn sưu tầm cho mình những cái bông hoa đẹp cho sân vườn của nhà mình ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em có cái dòng giáng hương đuôi sóc này. Cái mặt hàng giáng hương đuôi sóc hàng hôm nay thì em còn có ít hàng như vậy thôi. Thì cây lá xếp cũng không còn nhiều nên là em sẽ bán thanh lý với giá là 100.000 cho 1kg nhé. Và tiếp sang bên này đây là em có cái dòng lan thanh đạm sữa. Dòng thanh đạm sữa của rừng vùng Cao Bằng, dòng thanh đạm một lá với những chùm hoa màu trắng sữa rủ dài rất là đẹp và hoa rất là bền, rất là sai hoa. Dòng thanh đạm sữa này em bán với giá là 120 em chỉ bán với giá là 60.000 cho 1kg thôi nhé. Với những cái cây thanh đạm này khi cô chú anh chị trồng đến mùa hoa nó sẽ rủ xuống hai bên chậu sai hoa rất là đẹp luôn. Nó 60.000 cho 1kg thôi. Và sang bên này đây, đây là dòng lan thanh đạm Indo. Cái dòng hàng phải nói hiện tại là cây đang hoa này, phải nói là siêu sai hoa luôn ấy ạ. Mỗi một giả hành thì nó có thể cho một hai cái chùm hoa. Mà hoa thì thơm ngào ngạt luôn, cực kỳ là thơm mà rất là bền hoa. Đó, cái dòng hàng phải nói siêu dai hoa, siêu hoa và những cái cần chùm hoa rất là dài như thế này. Một cái chậu thanh đạm Indo như vậy thì đây ạ. Đây cô chú anh chị này. Một thanh đạm Indo thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm khá là nhiều giá như thế vậy. Và em thấy là hiện tại là cây đang hoa rồi. Và một số cây là nó đang hoa rồi cô chú anh chị nhé. Chủ yếu là mình lấy về làm giống thôi. Em thấy lác đác vẫn còn có vài cây vẫn đang hoa và vẫn đang nụ. Đấy. Những cái cần hoa rất là dài và một chậu thanh đạm Indo như vậy để cô chú anh chị có thể sưu tầm ạ. Em bán với giá là 170.000 cho một chậu nhá. 170.000 cho một chậu. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3-4 giả hành trở lên. Đó, dòng thanh đạm Indo. Cô chú anh chị cùng xem cái hoa phải nói là siêu rất là sai hoa mà lại thơm. Một dòng hàng rất là đáng sưu tầm cho sân vườn luôn. Rất là bền hoa nữa cô chú anh chị nhá. Rồi tiếp sang bên này đây là em có dòng lan cát lay A. Dòng lan cát một lá với bông bông đại, mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Cái dòng lan cát lay A này thì hoa rất là dễ trồng, dễ chăm cũng như là rất là thơm luôn ấy ạ. Và một chậu cát như thế này thì hiện tại là cây sẽ đang hoa nhá. Cây đang hoa hoặc là cây đang hoa, chủ yếu là đang hoa rồi. Và hàng thì bao chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình này. Đó, nó sẽ có những cái màu tím hồng. Màu tím hồng lưỡi tím, họng đỏ, họng vàng như thế này. Hoặc là màu vàng đậm này. Hay là màu xanh táo lưỡi tím này. Màu nào cũng không thể nào chê được luôn ấy ạ. Hoặc là màu tím đậm này, cô chú anh chị này. Bông hoa to huỳnh luôn. Tím đậm, cái họng hơi vàng cam này. Đó. Thì hiện tại thì em thấy là có tất cả là bằng này cái mặt hoa. Là có tất cả là 4 cái mặt hoa để cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Và một chậu cát đẹp như vậy đấy ạ. Thơm đẹp như vậy đấy ạ. Thì em sẽ bán với giá là 130.000 và bao chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình. Đó, bao chuẩn mặt hoa nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu đai châu lai kiếm. Nhà vườn người ta đã lai tạo ra những cái cây đai châu lai kiếm rất là khỏe khoắn, hoa to, chùm hoa dài rất là đẹp luôn.
Cái chậu đai châu lai kiếm này rơi vào khoảng tầm 5 cặp lá trở lên. Em bán với giá là 220.000 cho một chậu, hàng này hàng chậu gỗ rồi. Về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ thưởng thức hoa thôi ạ. Và sang bên này là hôm nay em vừa cập bến một cái lô kiếm mới rất là đẹp luôn. Là những cái dòng kiếm mà được gieo hạt từ những cây kiếm đột biến đẹp nhất của rừng Việt Nam mình ạ. Đáng sưu tầm. Và cái dòng kiếm hiện tại ấy, hàng gieo hạt ấy ạ, thì nhiều nhà vườn người ta đã trồng từ những cây kiếm gieo hạt và đã sổ ra những cái mặt bông cực kỳ là xuất sắc, gần như là rất là giống với cái mặt bông của cây mẹ. Đây là cái dòng lan kiếm kiếm Phan Chí lai với cả xanh Huế. Cô chú anh chị biết rằng là cái dòng Phan Chí với cả xanh Huế là cái dòng lan hiện tại thì phải nói là top đầu trong cái dòng va, top đầu trong cái dòng kiếm Tiên Vũ. Một cái dòng, một cái chậu kiếm như vậy này, nó có hai thân và hiện tại đang mọc lên những cái cây con mới rồi. Đó, cây này thì đã trồng trên mười mấy tháng nhé, chú ý chị nhé. Cây đã mọc cây con, một chậu ít nhất là có hai thân và những cái mầm con, những cái cây con đang lên như thế này, đẹp như thế này. Và một chậu như thế này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 ạ. 180.000 cho một chậu kiếm Phan Chí lai với cả xanh Huế. Còn bên này cũng là dòng Phan Chí lai với xanh Huế. Nhưng cái chậu này thì nó rơi vào khoảng tầm 8 tháng thôi. Và một chậu là sẽ một cây như thế này. Đó, một chậu một cây nhá. Cũng là Phan Chí lai với xanh Huế. Cây rất là cao luôn ý ạ. Cây thì so với bên này thì em thấy là cũng không kém cạnh gì. Mỗi tội là nó ít cây hơn. Thì một cái chậu như thế này thì em sẽ xin phép được bán với giá là 110.000 nhá. Và sang bên này đây sẽ là dòng Phan Chí lai với cả đại long đao. Một chậu cũng sẽ có một thân mẹ vài thân con như thế này. Đấy, một chậu cũng sẽ có khoảng tầm 3 thân lớn nhỏ mẹ con. Em bán một cái chậu như vậy với giá là 160.000. Đó là Phan Chí lai với đại long đao. Em nghĩ rằng là khi cô chú anh chị sở hữu những cái cây kiếm này thì sẽ là mình sẽ sở hữu được những cái mặt cây kiếm mà có thân lá vừa đẹp này. Và khẳng định là cô chú anh chị sẽ sở hữu với những cây kiếm như thế này, đẹp như thế này, cô chú anh chị sưu tầm đảm bảo là sẽ có một cái chậu kiếm thật là đẹp từ mặt hoa đến cái cây luôn ấy ạ. Đó. Và bên này thì em có thêm cái dòng lan đó là Hồng Nhật Minh. Hồng Nhật Minh này là cái dòng lan mà gieo hạt tự thụ nhá, tức là từ cái hạt của cây Hồng Nhật Minh, mình người ta cho tự thụ phấn với nhau ạ. Cái dòng này thì cũng khoảng tầm 12 tháng rồi. Đó, cây thì hiện tại là mỗi một chậu như vậy thì cũng có cây mẹ cây con cả. Và bản lá rất là to, cao, đẹp. Đấy, tính từ bên dưới lên đến cái lá cao nhất thì chắc phải rơi tầm 40 cm. Đấy, đấy là dòng Hồng Nhật Minh ạ. Em bán Hồng Nhật Minh tự thụ này với giá là 120.000 cho một chậu này, Hồng Nhật Minh tự thụ nhá. Và bên này sẽ là dòng Huyết Long ạ. Dòng kiếm Huyết Long cho ai mà yêu thích cái màu hoa hướng về cái màu sắc đỏ. Cái dòng Huyết Long này thì một chậu nó sẽ rơi vào cũng 2 cây. Đấy, em thấy là ít nhất là 2 cây. Cái hàng này thì cũng rơi vào khoảng tầm gần 1 năm rồi. Và em bán một chậu Huyết Long như vậy với giá là 90.000 cho một chậu. Một chậu Huyết Long nhé, cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây là dòng Đen Đô Xuân nhé, cô chú anh chị nhé. Đen Đô Xuân thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Hàng năm Tết đến là thường là bao giờ người ta cũng sẽ bán Đen Đô Xuân. Cái dòng hàng hoa nở đúng với thời điểm Tết. Hoa thơm và bền, độ bền khoảng tầm trên 2 tháng. Tất cả những cái chậu Đen Đô Xuân khi nở đều bền trên 2 tháng. Và bình thường thì cái hàng thì em thấy là đa số là nhập bên Trung Quốc về, hoặc là nhập bên Đài Loan về thôi. Đấy, thế còn hoặc là bên Thái về, chứ còn hàng mà hàng trong Việt Nam mình thì rất là ít luôn. Còn bây giờ hiện tại thì cái dòng Đen Đô này là hoàn toàn hàng trong nước nhá. Đấy, hoàn toàn là hàng trong nước mình. Và cái chậu thì rất là căng mướt đẹp. Hàng này đảm bảo cô chú anh chị về trồng chơi xong rồi á thì nó sẽ được thuần được cho những năm sau đó. Và một chậu như vậy thì em bán với giá là 180.000. Một chậu như vậy 180.000. Em nhớ là những cái năm mà em bán, tất cả mọi năm bán Đen Đô Xuân ý, hàng nụ chơi hoa Tết ý, hàng khoảng tầm 2-3 thân thôi, đó cũng phải rơi vào tầm 250 rồi. Đấy, bây giờ một cái chậu hàng thuần của Việt Nam như vậy chỉ rơi vào có 200, có 180 cho một chậu thì thực sự rất là rẻ luôn. Và sau bên này đây sẽ là những cái chậu Sơn Thủy Tiên. Cái dòng này là hàng Sơn Thủy Tiên và cô chú anh chị nhìn thấy thì nó rất là giống với cả Hoàng Lạc về thân lá. Tuy nhiên thì dòng Sơn Thủy Tiên thì hoa của nó sẽ cánh dày hơn nhá. Cánh dày hơn, hoa thơm hơn, bền hoa hơn so với Hoàng Lạc ạ. Chậu nào chậu đấy to ủnh, cực kỳ là nhiều thân. Em bán với giá chỉ có 220 cho một chậu này. Và sang bên này đây là cái dòng Kim Điệp Xuân. Dòng Kim Điệp Xuân này thì hàng bây giờ nó đã bắt đầu là xuống lá hết rồi ạ. Chuẩn bị xuống lá hết rồi và hàng một chậu như vậy ít nhất phải rơi vào khoảng tầm 8 cái thân hoa. Mỗi một thân hoa như thế này thì nó cũng sẽ cho khoảng tầm hai cái mắt nụ mắt mầm đấy,
Hiện tại cô chú anh chị có thể nhìn thấy là những cái mắt nụ của nó bắt đầu là đã nổi nổi rồi. Những nơi ấm áp chắc chắn là sẽ nở hoa thời điểm Tết luôn ạ. Em bán một chậu như vậy với giá 170 cho một chậu kim điệp xuân nhé. Hứa hẹn cho một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân này ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga nhé. Hàng cây thiên nga thì thời điểm bây giờ cô chú anh chị thấy là những cây đã trưởng thành và bắt đầu là chuẩn bị xuống lá và cho hoa rồi. Đây là cái cây thiên nga màu nâu đỏ nhá, màu đỏ nâu ấy ạ. Cái chiều cao ấy củ này thì dài trên 20 cm và rất là to luôn. Đó. Cây này là cây đã trưởng thành và bắt đầu là có những cái mắt mầm cũng như là mắt nụ rồi, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em này. Dần dần rồi là bắt đầu sẽ xuống lá, như đây củ già thì sẽ rụng lá hoàn toàn nhá. Còn cây này là cây thiên nga màu nâu đốm đây. Giả hành cũng to như là cái cây của cây bên kia, rất là to bự luôn. Và như cái cây này em thấy là bắt đầu nhú. Đây như cây này. Cây này nhú nụ rồi này cô chú anh chị này. Nhú nụ hay là mầm ở đây này. Đấy, nói chung là hình như là mầm. Đó, nói chung là sẽ là cái mùa chuẩn bị là mùa sinh trưởng mới rồi, một mùa hoa mới rồi. Thiên nga đen này, hay còn gọi là ngọc trai đen này. Thiên nga đen thì có phần là nhỏ hơn so với mấy cây kia. Mà đây là thiên nga xanh nhá. Giả hành to bự chảng, cũng to bự và tròn vo. Nói chung là thiên nga xanh thì cũng rất là to nhưng mà nó sẽ ngắn hơn so với mấy cây dòng cây kia. Đây là những cây thiên nga này là chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình nhé. Hàng đã sổ tại vườn. Sổ hoa tại vườn. Và mỗi một cây thiên nga đẹp như thế này này, em xin phép được bán với giá là 140.000 cho một chậu thôi. Đảm bảo ở đây cái mặt bông của nó đảm bảo bao chuẩn mặt hoa đẹp như thế này. Đây là thiên nga màu nâu đỏ nhá. Màu đỏ nâu ấy ạ. Gọi là đỏ nâu ấy ạ. Còn đây là thiên nga màu nâu đốm này. Mặt hoa nào cũng rất là độc đáo. Và bên này là thiên nga xanh này. Thiên nga xanh hay còn gọi là ngọc trai xanh đây. Đó, rất là đẹp luôn. Dòng này chuẩn thiên nga nên là hoa của nó bền và rất là thơm nhé. Cánh dày, đẹp, thơm. Và tiếp sang bên này sẽ là hôm nay em sẽ có những cái dòng lan thuần và những cái cây hài rất là quý và đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình đấy ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một nhé. Trước tiên sẽ là dòng lan hài trước ạ. Em xin được đi từ những cái dòng cây lan hài trước nhé. Bên này sẽ là những cái cây lan hài. Đây là dòng lan hài Vân Nam nhé. Dòng hài Vân Nam hoa rất là đẹp. Nói chung là được tất cả mọi người chơi lan đều muốn săn tìm và muốn sở hữu cái dòng lan hài Vân Nam này. Hoa rất là đẹp, hiện tại thì hàng cũng ngày một khan hiếm dần rồi đối với dòng hài Vân Nam này đấy ạ. Và dòng hài Vân Nam này thì ở đây em có hai dề rất là đẹp như thế này này, hai dề cây mẹ con đẹp như vậy nhé. Em bán với giá là 140.000, em gọi đây là hình số 1 ạ. Và đây là hình số 2 này. Đó, hình số 2 nhé, của chú anh chị nhé. Hình hài Vân Nam số 2, đây là em có một dề. Một dề này thì cô chú anh chị làm một dầu giò đẹp luôn rồi. Thêm hai cái cây mẹ con rời ở đây nữa. Đấy. Thì cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 200.000. Tiếp theo là hình số 3 này. Hình số 3 ở đây em có 3 cây. 3 cây hay là 3 dề Vân Nam này. Dạ. 3 cái dề Vân Nam ở đây ạ. Cây như cái dề này tròn vo rất là xinh đẹp luôn. Cái hình này em xin phép được bán với giá 160.000 nhá. Giá của Vân Nam mà gần như bằng cái giá của hải táo luôn. Đó, cây tiếp theo, hình tiếp theo là cũng là 3 dề đây. Cái chỗ này là 3 dề to đẹp này. 3 dề mẹ con đẹp này. 3 dề mẹ con đẹp này em xin phép được bán với giá là 180.000 là hình số 4. Và hình số 5. Hình số 5 này cũng rất là tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị này. Hình số 5 này là một cái dề mẹ con này, rất là đẹp luôn này. Thêm một cây, hai cây, bốn cây. Đấy, tính cho là 4 cây. Hình này em xin phép được bán với giá là 160.000 này. Và tiếp theo là cái hình số 6. Hình số 6 này có tất cả là 5 cây này, chú anh chị này, 5 cây nhá. Hai cây này, chỗ này cây mẹ con này, rất là khỏe luôn. Cái dòng hài này cực kỳ là dễ chăm, dễ trồng luôn nhá, chú anh chị nhà mình nhá. Cái hình này có tổng tất cả là 5 cây. Em bán hình này với giá là 160.000. Tiếp theo, hình số 7 ạ. Hình số 7 này có một dề, hai này, ba này. Cái hình này em bán với giá là 150.000. Và hình số 8. Số 8 đây này, số 8 ở đây tổng tất cả là 7 cây ạ. Em bán hình này với giá là 160. Hình số 9 này. Hình số 9 này, một cái lô rất là nhiều luôn. Nó có tất cả là 5 dề mẹ con ấy. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 180.000 này. Và tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 này, hình số 10 chứ. Hình số 10 này thì toàn bộ cái lô này có tất cả là tính thành 6 cây. Đây 4 cây, chỗ này tính là một dề này tính là 2 cây này. Bây giờ đang chuẩn bị lên cả cây con mới nữa này. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 200.000 ạ, cho lô này ạ. Tiếp theo Vân Nam số 11.
Hình này có 4 cây. 4 cây đẹp như vậy. Đó, 4 dề đẹp như vậy. 4 cây 4 dề đẹp như vậy. Hình này em bán 160, hình số 12. Hình này thì em cũng bán với giá là 160 này, cũng có 4 cây ạ. 4 cây như vậy nhá, em bán 160 này. Những cây này đều là những cây đã trưởng thành đều có thể cho hoa. Và sang bên này đây sẽ là những cây hài hồng, một cái dòng hàng hiện tại thì khá là hiếm, rất là hiếm rồi đấy ạ. Rất là hiếm rồi. Em thấy là nhiều nơi người ta bán mỗi một cây hài hồng có thể lên đến 80.000 hoặc là 100.000 cho một cây hài hồng luôn ấy. Ở đây thì cái lô hàng này về thì cô chú anh chị giao lưu cùng cô chú anh chị sưu tầm này. Em có cái hình hài hồng số 13. Cái hình hài hồng số 13 này có tất cả là 4 cây. Này 4 cây cô chú anh chị này. Về đến tay cô chú anh chị có thể héo một chút, nhưng mà cô chú anh chị về chăm khoảng tầm 1 tuần thôi hoặc là 3 ngày thôi là tươi căng trở lại luôn. Cái hình này em bán là 150.000 nhá. 4 cây chỉ có 150.000 thôi. Sở hữu ngay một chậu hài hồng. Cây này có phần hơi kém một chút nhá. Có một cây hơi kém nhá. Ba cây này thì xếp đẹp, cây đẹp. Và hình tiếp theo là cái hình số 14. Lô hài hồng số 14 này, chỗ này em cũng có 4 cây đây. Đây 4 cây như thế này này. Đây, một cây này nữa này. Và cái lô hài hồng này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 4 cây. Và tiếp theo là cái hình hài hồng số 15. Lô hài hồng số 15 này có tất cả là cũng là 4 cây ạ. Em bán với giá là 160.000 này. Hài hồng số 16. Hài hồng số 16 này, em bán cái hình này có tất cả là 5 cây. Đấy, lô hài hồng này em bán với giá là 180.000. Và hài hồng số 17 này. Hài hồng 17 này 4 cây cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Cây này lá tròn vo rất là đẹp luôn. Cái hình này em bán là 180 này. Và hình hài hồng tiếp theo là hình số 18. Hài hồng số 18 này cũng là 4 cây ạ. 4 cây hài hồng như vậy đây này cô chú anh chị này. Hình này em bán với giá 160. Tiếp theo hình hài hồng số 19. Hài hồng số 19 là có một cái dề lá tròn mít cực kỳ là đẹp luôn này. Có 3 dề nhá. Có 2 dề. Một dề tròn mít cực đẹp. Hình này em bán 150.000. Tiếp theo là cái hình số 20. 4 cây hài hồng ạ. 4 cây hài hồng như thế này nhá. Đấy, hàng này thì chưa trồng vào chậu nên là nhìn nó có phần là không được đẹp mã. Đấy, nhưng mà trồng vào là nhìn nó khác hẳn luôn. Hình này em bán với giá 180. Tiếp theo hài hồng số 21. Hài hồng 21 là 6 cây tất cả nhá. Em bán là 180. Và hài hồng số 21A. 21A này có 5 cây. 5 cây hài hồng này em bán là 150.000. Và hình 22. Đây, hình 22 là 4 cây hài hồng. Này em bán với giá 160. Hình 23 có 4 cây hài hồng này ạ. Em bán hình này với giá là 160.000. Và hình hài hồng tiếp theo 24. Hài hồng 24 này em bán có 3 cây ạ. 3 cây này. 3 cây 3 dề này em bán với giá là 170 này. Hài hồng số 25 ạ. Em có tất cả là 5 cây, em bán với giá là 180.000. Bên này thì sẽ là những cái giò long tu xuân. Cái giò long tu xuân số 26 em bán giò này với giá là 160.000 này. Long tu xuân số 27 em bán với giá là 170.000. Sang bên này sẽ là những cái chậu giả pháp cực kỳ là mướt luôn. Thưa chính chị này, giả pháp hoa nở Tết nhé. Thân dài mượt trong một chậu thì cái thân dài nhất nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 mét ạ. Và một chậu như thế này thì để cô chú anh chị sưu tầm chơi hoa Tết giá chỉ tầm khoảng tầm 200 đổ lại. 200 đến cho đến 200 hơn đổ lại thôi. Đây là mặt hoa của dòng giả hạc pháp này. Hoa thơm, cái sắc hoa tím hồng cực đẹp luôn. Em có chậu giả hạc pháp số 28 cô chú anh chị này. Giả hạc pháp số 28 đây ạ, 3 thân dài đều này. Thành là có tổng 4 thân nhá. Tổng 4 thân, có 3 thân dài đều. Dài rất là mướt đẹp luôn. Cái chậu này em bán với giá 200.000 ạ. Tiếp theo là hình số 29 này. Chậu 29 này có tổng bao nhiêu thân đây? 2 này, 3, 4, 5, 6 thân. Cái chậu này em bán với giá cũng chỉ có 200.000. 2, 4, 6, 7 thân ngắn dài ạ. Và tiếp theo là chậu số 30. Đây là chậu 30 đây cô chú anh chị nào. Ôi ôi dài, rất là dài luôn. Đây chậu 30 đây ạ. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Chậu 30 có 2 này, 4 này, 6, 8 thân tất cả nhá. Cái chậu này em bán 230.000 này. Và chậu tiếp theo là chậu số 31 này. Chậu này với giá em bán là 220.000 đây. 220.000 chậu này cũng cực rất là đẹp. 2, 4, 6 thân. 6 thân ngắn dài 220. Và chậu tiếp theo là chậu số 32. 32 có 2, 4, 6, 8 thân ngắn dài. Chậu này em xin phép được bán với giá là 230.000. Và tiếp theo chậu 33. Có 5 thân tất cả ngắn dài, em bán chậu này 200. Và chậu tiếp theo, chậu 34.
24 6 thân. Cho nên em bán với giá 200.000 ạ. Chậu số 35. Chậu này có tất cả là 2 thân to hình, 4 thân nhỏ hơn nữa. Cái chậu này em cũng bán là 220.000 này. Và sang bên này sẽ là chậu số 36. Có 4 thân rất là đều đẹp như vậy. Chậu này em bán với giá là 200.000. Đây cô chú anh chị mình nhìn này. Nếu như cô chú anh chị mà lấy hai giò ghép lại với nhau được phải nói một suối hoa đẹp luôn. Và sau bên này là giả hạc Hawaii tím nhá cô chú anh chị nhá. Hawaii tím hình số 3, hình tím xưa đấy ạ. Hình 37 này, có 5 thân ngắn dài ạ. Thân dài rất là to mập luôn, em bán 180 thôi ạ. Và tiếp theo là hình số 38. Cực kỳ là đẹp luôn, 2 4 6 thân 5 thân ngắn dài rất là đẹp luôn như vậy, 6 thân luôn ạ. Và cái chậu này em xin phép bán với giá là 220.000 thôi. Và tiếp theo là cái chậu số 30 mấy nhỉ? Đây là chậu 39. Có 3 thân dài thêm 2 thêm 4 thân ngắn. Chậu này em bán cũng 220.000 đấy ạ. Sang bên này này. Cái chậu này là cái chậu số 40, chậu này có tất cả là 4 thân. 4 thân nhá, cái thân dài nhất cũng khoảng tầm gần 1 mét, to ủng luôn này cô chú anh chị này, rất là to luôn. Cái chậu này em xin phép bán với giá là 200.000 và hình số 41 ạ. Cái chậu 41 này cô chú anh chị này. 245 thân. Cái chậu này em cũng bán là 220.000 ạ. Chậu số 22 đây. 5 thân tất cả, rất là to, mập và khỏe đẹp luôn. Cái chậu này em bán với giá là 220.000. Cực đẹp luôn ấy. Và tiếp theo là hình số 43. Hình số 43 này em bán với giá là 200.000, có tổng tất cả là 5 thân. Và hình tiếp theo là hình số 44, em bán với giá là 210.000 cho chậu này, 4 thân dài miên man như vậy. Và hình tiếp theo là hình 45, em bán 200.000. 200.000 cho chậu này, 2 4 5 thân ngắn dài. 5 thân ngắn dài ạ. Và tiếp theo là hình số 46. 46 đây cô chú anh chị này, có tất cả là 2 này. 4 thân ạ. Với chậu này em bán là 200.000 thôi nhá. Hai cái thân 4 thân rất là to đẹp luôn. Bên này đây sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ này. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái thân trầm rồng đỏ của cây thân trầm rồng đỏ của nhà em ạ. Những cái cây thân to nù to đùng bằng cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị nhá. Lá xếp tăm tắp, hàng bây giờ đã thắt ngọn rồi. Trầm rồng đỏ thì hoa nở Tết mà chơi lan chơi hoa thì chơi hoa Tết thì em nghĩ rằng không có loại nào đáng chơi hơn dòng trầm rồng đỏ luôn đấy ạ. Em có chậu trầm rồng đỏ này, 3 thân rất là đẹp luôn. 3 thân dài trên 450 cm hết ạ. Em bán cái chậu này với giá là 250.000 thôi nhá. Đó, trước đây cô chú anh chị thấy rồi đấy, trầm rồng đỏ này ấy, mỗi một thân phải trên 200 đúng không ạ? Bây giờ một chậu đẹp miên man như thế này. Hứa hẹn cho một mùa hoa Tết rực rỡ như thế này, chỉ có 250 cho cái chậu trầm rồng đỏ này. Giá nó chỉ bằng 1/3 của giá trước đây luôn đấy ạ. Tiếp theo là cái hình số 48. Hàng này thì đây chậu này cũng là 3 thân này. 3 thân rất là bự, đẹp như vậy này. Cái chậu này em bán 250 nhá. Và tiếp theo là chậu số 49, 230.000 thôi, cũng là chậu 3 thân. Đó, 230 thôi cô chú anh chị nhá. Và chậu nào thân nào cũng dài, đảm bảo dài trên 450 cm trở lên hết ạ. Và tiếp theo là hình số 50. Chậu này 240. Đấy. 3 thân rất là đều, có 240, hàng chuẩn ươm ki lắm. Tiếp theo là hình này là hình số 51. 2, 4 thân rất là đều luôn, khoảng tầm 50 cm, đều. Em bán hình này 280. Tiếp theo là hình số 52. Cũng là chậu 3 thân rất là đều đẹp, em bán chậu này 250.000. À, 3 thân đâu? 4 thân chứ. 3 thân đều và thêm một thân chạm khoảng tầm 30 cm. Còn hai thân này khoảng tầm 3 thân này khoảng tầm 50 cm. Và em bán 250 nhá. Tiếp theo là hình số 55. Chậu này ạ, 4 thân đều nhá. 4 thân đều dài trên 450 cm trở lên. Hàng này em bán với giá là 280.000. Và tiếp theo là chậu này cũng là chậu 3 thân này. 3 thân nhé, 2 thân dài trên 50 cm, thêm một thân ngắn hơn. Chậu này em bán với giá là 220.000. Sang bên này đây là cái hình này là hình số 55 ạ. Hình này em bán với giá là 250.000, 3 thân to ủng luôn, một cái thân siêu to khổng lồ, to hơn cái ngón tay cái của em luôn này cô chú anh chị này. Và cái hình này em bán với giá cũng chỉ 250.000 nhá, siêu rẻ luôn đấy ạ. Tiếp theo là cái hình số 56 này. 56 là 3 thân, dài trên 450 cm. Cái chậu này thân dài nhất khoảng tầm 60 cm ạ. Chậu này em bán 220.000 này. Không phải 220. Cái chậu này em bán 240 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 57 này. 57 chậu này 3 thân ạ. Chậu này 3 thân này.
Em bán chậu này với giá là 220.000 nhá, 3 thân, một thân cao trên 60 cm, hai thân ngắn hơn một chút xíu. Tiếp theo là cái hình này là một cái chậu trầm rồng đỏ dài khoảng tầm 60 cm ạ, 3 thân cực kỳ là đều nhá. Cái hình này này em bán với giá 250.000, siêu, nói chung là hàng siêu rẻ luôn. Còn bên này sẽ là dòng trầm trắng này cô chú anh chị mình này. Trầm trắng cho cô ai mà yêu thích cái hoa dòng hoa thơm ngào ngạt mà màu trắng. Hàng này chuẩn ươm ki này. Mặt bông của trầm trắng đây nhỉ cô chú anh chị này. Đó. Ai yêu mến cái dòng hoa trầm trắng thì có thể sưu tầm nhá. Mà trầm trắng thì nó không bao giờ to bằng cái trầm rồng đỏ luôn cô chú anh chị. Để vào đây để cô chú anh chị so sánh này. Nó không to như là trầm rồng đỏ đâu nhá. Trầm rồng đỏ to bằng cái ngón tay cái, còn cái này thì chỉ chưa to bằng cái ngón tay đâu, phải nói như thế. Cái chậu này thì em bán với giá 220.000, chậu này tổng là 4 thân ngắn dài. Tiếp theo là chậu số 60. Chậu trầm trắng 60 là 3 thân đều đẹp nhá, xinh luôn ạ. Em bán 200.000. Và chậu trầm số 61, chậu này có 2 thân đều, em bán 180.000. Và chậu tiếp theo, chậu 62, chậu này một chậu rất là sum suê, tổng 5 thân luôn ấy. Chậu này em bán 200.000, 220 chứ. Chậu tiếp theo là chậu 63, chậu này em bán 200.000 này. Một chậu hoàng phi hạc duy nhất này, cô chú anh chị này. Một chậu hoàng phi hạc duy nhất có tổng là 2 này, 3 này, 4, 5 thân hoa. Em bán nốt với giá là 150.000 nhá. Không bao giờ có rẻ như vậy luôn. Và bên này đây sẽ là những cái khóm trần mộng xuân ạ. Cái dòng trần mộng xuân ạ, hoa nở đúng cái thời điểm Tết, độ bền trên 2 tháng. Và cái dòng trần mộng xuân này thì cô chú anh chị mà khi cô chú anh chị đặt dòng trần mộng xuân này ý, thì em sẽ có theo cho cô chú anh chị là cô chú anh chị có nhu cầu thì em sẽ gửi theo cho cô chú anh chị cái bản hướng dẫn nhé. Trồng chăm sóc để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một cái dòng lan quý đẹp mà rất là đáng sưu tầm ạ. Và ở đây thì em có hình 66 này. Hình 66 cái khóm trần mộng xuân này, xanh to uỳnh luôn này. Đấy, khóm trần mộng xuân này em bán với giá là 350.000 này. Và hình tiếp theo là hình số 67 này. 67 cũng rất là to, mập khỏe, giả hành nào giả hành đấy, bự chảng luôn. Cái dòng trần mộng xuân mùa này đang bắt đầu là mùa chuẩn bị ra nụ này. Ô cái cây này nụ này bị gãy mất rồi. Bắt đầu ra nụ nhá. Đây này. Nhưng mà cái hàng này thì vận chuyển về lên mầm hay lên nụ đây này. Bắt đầu là làm nụ và cũng là mùa sinh trưởng mới của cây ạ. Nên là đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể trồng cho mình những cái khóm trần mộng xuân cho sân vườn nhé. Cái khóm trần mộng xuân số 67 này em bán với giá là 250.000. Trần mộng xuân 68, một khóm rất là to đấy, rất là bự, giả hành bự. Cái khóm này em bán 330.000 này. Và bên này sẽ là hai dề trần mộng xuân. Hai dề trần mộng xuân, dề này còn có một cái nụ ở đây này. Nói chung là cái nụ mà cao như vậy rồi thì đây, nhưng cây này cũng chuẩn bị chồi nụ thôi hay sao ấy. Nói chung là cái hàng bây giờ tầm bây giờ chuẩn bị vào mùa nụ hết ạ. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho hai khóm trần mộng xuân này này. Tiếp theo là một dề trần mộng xuân cũng rất là to ở đây này. Đó, một cái dề trần mộng xuân rất là xanh, rất là đẹp ở đây. Mỗi tội là có một cái vài lá nó bị dập một chút xíu nhưng không có làm sao ảnh hưởng gì đâu nhá. Em bán cái dề trần mộng xuân này với giá là 300.000 ạ. Và tiếp theo là cái hình số 71 này. Một cái dề trần mộng xuân giả hình cũng rất là bự, xanh đẹp như vậy này. Nói chung là mùa này là bắt đầu là mùa mầm và mùa nụ hết rồi đấy. Thì nãy em bán với giá là 250.000 ạ. Cái khóm trần mộng xuân này ạ. Bên này đây là những cái con dao được rèn ra từ làng nghề Phúc Sen. Một cái làng nghề mà chuyên làm ra những cái con dao từ nhíp xe ô tô mà siêu phải nói là siêu sắc bén, ngọt lịm khi cô chú ý chị sử dụng luôn đấy. Em có những con dao này. Chật quá. Con dao này, con dao chuyên chặt thái này, con dao số 2 chuyên chặt thái 220. Con dao tông mà chuyên chặt xương ống. Con này em bán 300.000. Số 1. Và con dao số 3, con này là chuyên thái lọc được. Em bán 250.000 và chặt thái lọc được nhá. Và con tiếp theo. Con này em bán là số 5. Con dao chuyên thái này. Thép trắng không gỉ nhá. Em bán với giá 160.000. Và một cái con dao chuyên chặt thái cán gỗ có chốt, 3 chốt đinh. Con này em bán với giá là chuyên chặt thái, con này em bán là 250.000. Ui chết rồi, xong rồi. Ôi dồi ôi. Hoa nụ. Rồi con dao số 6 140.000 cán sắt. Con dao số chuyên chặt thái, cán gỗ cẩm chỉ đánh nhám hai bên 250.000. Dao số 8 chuyên thái, cán gỗ cẩm chỉ rất là đẹp 200.000. Con dao chuyên thái
bản cán cán gỗ cẩm chỉ. Con này em bán 220.000. Con dao chuyên chuyên thái nhỡ, con này em bán 170.000. Con dao 11 chuyên 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 thái to cán gỗ cẩm chỉ. Em bán là con này với giá là 190.000. Con này bán với giá là 150.000, chuyên thái cán sắt. Và con dao bầu con dao bầu ạ. Thái lọc được, con này em bán với giá là 120.000. Con dao này, con dao chuyên thái lọc này, đánh nhám hai bên ạ. Cán gỗ cẩm chỉ em bán con này 250.000. Con dao này là con dao bầu nhọn. Con dao bầu nhọn này chuyên chặt thái đi rừng đều được, con này em bán với giá là 250.000. Con dao quắm nhỡ 130. Dao quắm to 150. Và con dao nhọn thái lọc được 220.000. Và bên này sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng này. Miến rong phe đén 100.000, sim khô 100.000. Đây là hàng cho 1 kg nhé. Măng mầm khô 100.000, táo mèo khô 100.000, tầm gửi chuối hột khô 100.000 và nấm ngọc cẩu 200.000 một cân, vệ mũ tần 120, tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190, hà thủ ô đỏ 300.000, hoàng tinh 200.000. Ngoài ra em có vỏ thông phân dê, đồng giá 20.000 trong 1 kg, rêu rừng là 50.000 trong 1 kg. Vỏ thông cô chú anh chị lấy từ 2 kg, em sẽ để với giá là 115.000 trong 1 kg thôi. Và bên này là những cái chế phẩm dành cho hoa lan. Atonic 10.000 trong một gói, duy đỏ 50.000 và duy xanh là duy đỏ 60.000 và duy xanh 50.000 nhé. Hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. Sốc vật 2 hormone tăng trưởng 85.000 trong một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000. Ba loại phân bón lá này, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, đồng giá 30.000 trong một lọ. Và B1 thái 40.000 trong một lọ, B12 giải độc cho cây. B12 giải độc cho cây 30.000 và B1 thái là 40.000. Và bên này kim kim bôm đặc trị thô nhũn với giá là 25.000 trong một gói. Phân bón dạng túi lọc kích mầm kích rễ cực kỳ là tốt, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Em bán 25.000 trong một gói. Và phân bón mút hữu cơ của Hà Lan 70.000 cho một gói, có 10 viên mút bên trong. Với sản phẩm phân bón hiện tại rất nhiều nhà vườn người ta tin và sử dụng rồi. Bán 35.000 thôi, một cái sản phẩm mà cung cấp giá trị dinh dưỡng cũng như là hạn chế một cách tuyệt đối nhất. Nói chung là cung cấp dinh dưỡng tuyệt đối cho cây cũng như là hạn chế nấm bệnh một cách tuyệt đối nhất ạ. Cái sản phẩm này thì đây là sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, được làm từ phân trâu trộn lẫn đỗ tương và có cả dịch chuối. Và cô chú anh chị nghe thành phần thì biết là nó tốt đến cái cỡ nào rồi. Và có cả ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cô chú anh chị bón thoải mái mà không sợ cây bị nấm bệnh cũng như là sợ hỏng rễ nhá. Có 35.000 thôi. Cái sản phẩm này thì hết sức là tuyệt vời nhưng lại rẻ, bởi vì đây là sản phẩm tại địa phương và không qua trung gian nên là không qua nhiều khâu vận chuyển. Là cô chú anh chị được sở hữu ngay một cái sản phẩm rất là rẻ mà chất lượng. Và em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi ạ. Em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Dạng treo, dạng ăn và dạng nhỏ giọt đấy ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở làm gì nhà em ạ.